Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Thế Sơn Toyota. Cũng như những video trước, Sơn rất mong anh chị hãy bấm nút đăng ký và like để ủng hộ Thế Sơn. Ô tô đại hạ giá, thị trường xe máy điều hưu. Giữa thời điểm dịch bệnh đang diễn biến căng thẳng và chuẩn bị bước vào tháng Ngâu, tuần qua, thị trường ô tô đón nhận nhiều thông tin giảm giá, kể cả với các mẫu xe thuộc loại hàng hot. Nhiều mẫu ô tô giảm giá sâu nếu như mọi năm, vào thời điểm trước tháng Ngâu, tháng cô hồn như tuần qua, hiếm khi có các đợt giảm giá, khuyến mại trên thị trường ô tô, thì giờ đây, đại dịch COVID-19 đã làm thay đổi tất cả. Sức mua thấp do khách hàng có xu hướng tránh tiếp xúc trực tiếp trong thời gian dịch bệnh, nên các hãng xe đang đua nhau giảm giá, khuyến mại ở hầu hết các phân khúc. Cụ thể, phân khúc SUV và crossover ghi nhận nhiều mẫu xe hot đang được áp dụng các chương trình giảm giá, khuyến mãi từ chính hãng và hoặc đại lý, gồm Thor EcoSport, Kia Sorento, Honda HR-V, Honda CR-V, Mazda CX-8, Mitsubishi Pajero Sport. Ở phân khúc sedan, trong tuần qua, có thể điểm qua thông tin giảm giá của các mẫu Honda City, Honda Civic, Hyundai Elantra, Kia Cerato, Mazda 6, Toyota Corolla Altis. Ở phân khúc MPV, Toyota Innova được các đại lý mạnh tay giảm giá lên tới 35 triệu đồng, chưa kể khuyến mại phụ kiện nhằm xả hàng đón bản nâng cấp mới. Trong khi đó, dù vẫn bán khá chạy, nhưng Mitsubishi Pander liên tục được áp dụng các chương trình ưu đãi, gần đây nhất là giảm lệ phí trước bạ tương đương gần 40 triệu đồng. Ở phân khúc bán tải, đáng chú ý trong tuần qua có một số đại lý Ford tại Hà Nội chào bán mẫu Ranger lắp ráp trong nước với mức giá giảm tới 65 triệu đồng cho bản Quai-Trắc cao cấp nhất, giảm 40 triệu đồng cho bản Limited và 30 triệu đồng cho bản XL an toàn. Thị trường xe máy điều hưu. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên cả nước đã khiến cho nhiều cửa hàng xe máy cũ tại Hà Nội rơi vào cảnh ế ẩm. Lượng khách đến xem và mua xe giảm mạnh so với trước. Tại Hà Nội, chợ xe máy cũ trên phố Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội rất vắng khách. Trong khi chủ các cửa hàng kinh doanh xe máy cũng đang lo lắng vì lượng khách mua giảm thê thảm. Để có thể thu hút được khách hàng, các cửa hàng đưa ra nhiều chính sách truyền thông sản phẩm, giảm giá xe, hỗ trợ mua xe trả góp, đưa ra nhiều gói bảo hành bảo dưỡng nhưng hiệu quả vẫn chưa đạt được mong muốn. Trong khi đó, ở phía Nam, thị trường xe máy tê liệt từ trước đó nhiều tuần do các quy định giãn cách xã hội để phòng dịch COVID-19. Chốt doanh số 6 tháng đầu năm, điểm mặt thế lực mới tổng kết 6 tháng đầu năm, thị trường ô tô ghi nhận một số thế lực mới với doanh số tăng trưởng mạnh, trong đó có cả những mẫu ô tô đã quen mặt trong top xe bán chạy trên thị trường và những nhân tố mới. Cụ thể, mẫu Toyota Hilux có lượng xe bán ra trong nửa đầu năm nay đạt 1.878 chiếc, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, vươn lên hạng 2 trong phân khúc xe bán tải tại Việt Nam. Ở phân hạng B, mẫu Mitsubishi Xzai cũng có mức tăng trưởng doanh số gần gấp đôi so với trước đây, với 3.304 xe bán ra. Đáng chú ý, có 2 tháng mẫu xe này đạt doanh số trên 1.000 chiếc, lọt top 10 xe bán chạy nhất thị trường. Trong khi đó, Kia Sorento trở thành hiện trượng ở phân khúc SUV, khi doanh số tăng vọt từ khoảng 550 chiếc của cùng kỳ năm ngoái lên hơn 3.241 chiếc trong 6 tháng đầu năm nay. Có những tháng, Kia Sorento có doanh số vượt cả Hyundai Santa Fe, Ford Everest và tượng đài Toyota Fortuner. Bên cạnh đó, thị trường ô tô 6 tháng đầu năm tiếp tục ghi nhận vị thế vững chắc của Mitsubishi Pander ở phân khúc MPV và VinFast ở phân hạng A. Để đáp lại sự ủng hộ của khách hàng xa gần, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng luôn có chương trình khuyến mãi tốt thị trường, bao gồm giảm tiền mặt cực lớn, bảo hiểm vật chất, trang bị phụ kiện cao cấp cho xe, tặng đầu DVD cảm ứng cao cấp, tích hợp quản lý tốc độ, chỉ đường GPS Việt Map, tặng camera xe hồng ngoại, tặng dán phim cách nhiệt thương hiệu Mỹ bảo hành 10 năm, tặng ló sàn toàn xe, tặng ghế da xe cao cấp, tặng che mưa, tặng bộ chén cửa cao cấp, tặng bộ ốp đèn trước, ốp đèn sau, tặng bọc trần xe, tặng áo chùm xe và nhiều phụ kiện theo xe, hỗ trợ đăng ký kinh doanh Grab, Uber và taxi. Hiện tại công ty Toyota Tân Cảng đã liên kết với tất cả các ngân hàng lớn trong nước và nước ngoài để hỗ trợ quý khách mua xe với lãi suất ưu đãi nhất và thủ tục đơn giản nhất, hỗ trợ tối đa từ 80 đến 90% giá trị xe, thời gian vay tối đa lên tới 8 năm, quý khách hàng có thể thanh toán trước hạn định khi có đủ tài chính. Chúng tôi hỗ trợ cho tất cả khách hàng trên khắp các tỉnh thành của Việt Nam. Sau đây là một số giấy tờ quý khách hàng cần chuẩn bị. Đối với cá nhân vay, sao y hộ khẩu, sao y chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận độc thân hoặc giấy kết hôn, chứng minh thu nhập bằng hợp đồng lao động, bằng bảng lương,
sổ tiết kiệm hoặc tài khoản cá nhân. Đối với công ty hoặc doanh nghiệp mua xe, giấy phép kinh doanh, giấy bổ nhiệm giám đốc, bổ nhiệm kế toán trưởng, giấy đăng ký sử dụng mẫu dấu, bản copy, mã số thuế, báo cáo thuế 1 năm gần nhất, báo cáo tài chính 1 năm gần nhất, điều lệ công ty. Chúng tôi cam kết 100% quý khách hàng được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. Chương trình đặc biệt tại Toyota Tân Cảng, trao đổi xe qua sử dụng, lấy xe mới trong ngày. Khách hàng đang sử dụng xe ô tô con, muốn nâng đời xe nhưng không biết bán xe cũ cho ai, hay muốn mua xe cũ thì không biết thủ tục như thế nào, có rắc rối hay không? Hãy đến với chúng tôi, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng, mua tất cả các dòng xe ô tô đã qua sử dụng trên phạm vi cả nước. Chúng tôi tiến hành thủ tục mua nhanh chóng với giá mua xe tốt nhất và thanh toán tiền 100% cho khách hàng bán xe trong ngày. Chúng tôi đáp ứng đầy đủ 5 chỉ tiêu cho xe cũ. 1. Xe chưa từng bị tai nạn. 2. Xe chưa từng bị thủy kích. 3. Xe chưa từng đại tu động cơ và hộp số. 4. Xác định rõ nguồn gốc xuất xứ và đúng năm sản xuất. 5. Đảm bảo giấy tờ hợp lệ và đủ điều kiện để mua bán sang tên. Giá trị chiếc xe được thẩm định chính xác, minh bạch. Chúng tôi sẵn sàng đánh giá xe tại địa điểm và thời gian theo yêu cầu của khách hàng. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm sẽ giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi thực hiện các hoạt động mua bán, trao đổi và ký gửi xe tại trung tâm. Với phương châm khách hàng là trên hết, chúng tôi không ngừng nỗ lực để khách hàng nhận được giá trị bán lại sản phẩm cao nhất, tăng chỉ số hài lòng của khách hàng. Chúng tôi mong muốn hợp tác và phát triển cùng quý khách hàng. Quý khách hàng muốn bán xe vui lòng liên hệ 0911 55 44 55. Nhân viên bán hàng Thế Sơn, số điện thoại 0911 55 44 55. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bán hàng tại công ty Hiroshima Tân Cảng, tốt nghiệp tất cả các chứng chỉ bán hàng của Toyota và đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong nhiều năm, Thế Sơn từ lâu đã trở thành cánh tay đắc lực và là người bạn hỗ trợ đồng hành cùng những người yêu xe khi đến với Toyota Tân Cảng. Thế Sơn cam kết sẽ tư vấn nhiệt tình giúp quý khách hàng chọn được những chiếc xe ưng ý nhất với chi phí bỏ ra tối ưu nhất. Hãy tới và trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. Địa chỉ 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, gần cầu Sài Gòn. Toyota Hiroshima Tân Cảng, một thương hiệu triệu niềm tin.